Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Đội tuyển nữ Việt Nam đón tin vui khổng lồ sau trận thua tuyển nữ Mỹ, lợi thế cực lớn, thầy Trung mừng thầm. Vâng thưa quý vị, các số liệu thống kê cho thấy trong trận đấu gia quân tại bảng E World Cup nữ 2023 gặp nhà đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Mỹ, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ là 27%. Thủ môn Kim Thanh phải chịu đến 22 cú sút, trong đó có 8 pha trúng đích. Hàng công của đội tuyển Việt Nam không có một lần dứt điểm và phần lớn bóng chỉ lăn trên 1 phần 2 sân của đội quân áo đỏ. Tuy nhiên, những cô gái Kim Cương đã chứng minh tinh thần đầy quả cảm. Đội tuyển duy trì hàng phòng ngự tập trung, kỷ luật trong cả trận, dù thủng lưới sớm ở phút 14. Các cầu thủ thể hiện sự quyết tâm đến phút cuối cùng. Chỉ thua với tỷ số 0-3 trước đội bóng mạnh nhất thế giới là thành công đáng khen ngợi đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Do đó, huấn luyện viên Mai Đức Trung và các học trò nhận được rất nhiều những đánh giá tích cực từ dư luận quốc tế. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC viết, Việt Nam đã có một màn trình diễn khá tốt khi đương kim vô địch Mỹ phải làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng 3-0. Báo chí của nước chủ nhà New Zealand có cùng chung nhận xét. Mỹ đã chiến thắng và cách biệt chỉ có 3 bàn khi đối đầu với màn thể hiện quả cảm của đối thủ được đánh giá yếu hơn là Việt Nam. Việt Nam đã phòng ngự rất dũng cảm để giữ cho tỷ số cách biệt ở mức nhỏ hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết giới chuyên môn. Cây viết Michel Kost, chuyên gia phân tích bóng đá nổi tiếng tại Anh cũng phải ngợi khen. Thật nể huấn luyện viên Mai Đức Trung của đội tuyển nữ Việt Nam, một màn trình diễn tích cực và có tính cạnh tranh nhiều hơn những gì được kỳ vọng. Trang The Atlantic của Mỹ cũng dành riêng một phần trong bài tổng hợp trận đấu để nhận xét về màn ra mắt World Cup của đội tuyển Việt Nam. Tác giả Jeff Rupter bình luận, Năm 2019, đội tuyển Mỹ mở màn World Cup bằng trận thắng tưng bừng 13-0 trước Thái Lan. Đối với những người ít theo dõi bóng đá quốc tế, họ có lẽ nghĩ đến điều tương tự với đội tuyển Việt Nam, cũng lần đầu tiên tham dự World Cup. Hóa ra đó lại là nhận định có phần ngây thử. Cây bút này cho biết, kể cả khi thủng lưới trong 15 phút đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vững đội hình, duy trì 10 cầu thủ phòng ngự trước khung thành và nỗ lực trong từng pha tranh chấp. Tác giả Jeff Roster nhấn mạnh, Thật khó để nghĩ ra một thử thách khó hơn việc đối đầu nhà đương kim vô địch quân cấp. Nhưng tân binh của giải đấu có thể tự hào với lực lượng cổ động viên hùng hậu, cổ vũ với những tiếng vang có thể được nghe thấy qua sóng truyền hình bất cứ khi nào họ lên bóng. BBC Sport thì bình luận. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu trong từng pha bóng trước tuyển nữ Mỹ. Họ đã thi đấu tuyệt đối tự tin trong trận đấu này, không lùi một bước nào trước đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Đội tuyển Mỹ có được những gì họ muốn là giành 3 điểm. Đội tuyển nữ Việt Nam có được những gì họ muốn, đó là sự tôn trọng của bóng đá thế giới. Trang tin NewsTel bình luận sau trận đấu. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã chơi kiên cường một cách đáng ngạc nhiên, họ đã giữ thế trận chặt chẽ hơn dự đoán. Thủ môn Kim Thanh đã cản phá được cú sút phạt đền trong hiệp 1 của Alex Morgan. Một tờ báo lớn khác là The Guardian cũng dành cho Kim Thanh cùng các đồng đội lời ngợi khen. Một chiến thắng dễ dàng cho tuyển Mỹ, nhưng tuyển Việt Nam đã chơi phòng ngự kiên cường với một vài pha cản phá xuất sắc của thủ môn Kim Thanh cô đã cản phá một quả phạt đền và kiểm soát tốt khu vực cấm địa. Nếu không có sự xuất sắc của Kim Thanh thì tỷ số cách biệt có thể là 5-0 hoặc 6-0. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đăng tải 3 hình ảnh của thủ môn Kim Thanh với lời ngợi khen về hiệu suất cứu thua tuyệt vời. Nhiều bình luận nhận xét Kim Thanh đã có màn trình diễn xuất sắc trước các chân sút của đội tuyển nữ Mỹ. Ngoài ra, VFF đã cử một đoàn công tác sang New Zealand để cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại World Cup nữ 2023. Thấy được tinh thần quyết tâm của đội tuyển nữ Việt Nam, đoàn công tác của VFF cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Ngay sau trận đấu, VFF đã quyết định trao thưởng cho đội tuyển nữ số tiền 800 triệu đồng. Đây là nguồn khích lệ rất lớn khi tuyển nữ Việt Nam còn hai trận cũng khó khăn không kém trước Á quân Hà Lan và đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Trung không giấu được sự tự hào khi quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường World Cup. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ. Khi quốc ca Việt Nam vang lên, cảm xúc của tôi dâng trào. Chúng tôi chưa bao giờ được đá World Cup. Nhưng bây giờ cả thế giới đã được nghe quốc ca Việt Nam. Đó là niềm vinh hạnh, hãnh diện. Mỗi trận đấu chúng tôi sẽ có những điều chỉnh chuyên môn khác nhau. Tùy đối thủ, đội sẽ sử dụng lực lượng sao cho hợp lý. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu gặp Bồ Đào Nha. Nhưng tin vui không chỉ dừng ở đó. Khi các bác sĩ cập nhật kết quả kiểm tra sức khỏe đội tuyển nữ Việt Nam, thông báo vết đau của Bích Thùy không quá đáng lo. Suốt hơn một giờ có mặt trên sân Eden Park, Bích Thủy đã chơi rất nỗ lực, năng nổ, tích cực hỗ trợ phòng ngự cho đến khi cô nằm sân khi nhận một cú trích đầu gối vào đùi, buộc huấn luyện viên Mai Đức Trung phải thay ra ở phút 61. Sau trận đấu, Bích Thùy đã có thể tự đi lại được, dù khi chân trụ xuống vẫn còn cảm giác đau. Dự kiến nữ tiền vệ biên đã ghi bàn tại Asian Cup đưa đội tuyển nữ Việt Nam đến với World Cup sẽ được cho nghỉ ngơi trong buổi tập hồi phục ngày mai. Thời điểm Bích Thủy rời sân cũng là cột mốc đáng chú ý của đội tuyển nữ Việt Nam khi Trương Thị Kiều được tung vào sân đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của trung vệ thép, vẫn được xem là quế ngọc hải của bóng đá nữ. Trương Thị Kiều đã rời xa sân cỏ quá lâu, phải phẫu thuật cả hai đầu gối cùng bị đứt dây chằng hồi tháng 9 năm 2022. Cô đã nỗ lực chạy đua với thời gian, chấp nhận ngồi ngoài SEA Games 32 để đảm bảo tiến độ hồi phục kịp cho World Cup nữ 2023. Sự xuất hiện của nữ trung vệ có lối chơi phán đoán và đọc tình huống rất thông minh này hứa hẹn sẽ giúp cải thiện hơn nữa hiệu suất phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong hai trận đấu còn lại ở vòng bảng World Cup 2023. Ngoài ra các cô gái vàng của chúng ta cũng nhận được tin vui khi sức khỏe của Thanh Nhã đang tiến triển tích cực. Cô đã hạ sốt hơn và khỏe hơn. Các bác sĩ đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực theo dõi để đảm bảo nữ tiền vệ này sớm đạt thể trạng tốt để có thể trở lại sân cỏ. Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Mỹ, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Mark Knapper chia sẻ: "Tôi rất tự hào về cả hai đội tuyển nữ ngày hôm nay." Các cô gái đã chơi rất nỗ lực, chiến đấu hết mình, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Hôm nay là ngày tuyệt vời của thể thao và tuyệt vời cho cả mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi rất hào hứng khi thấy Việt Nam lần đầu tham dự World Cup. Trước khi tuyển nữ Việt Nam lên đường, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, họ đã là những người chiến thắng. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã đi được hành trình rất xa, điều đó cho thấy những tiềm năng về thể thao nữ tại Việt Nam Vị đại sứ Mỹ cũng ấn tượng với tình huống Kim Thanh cản phá cú đá phạt penalty của Alex Morgan. Đó là một pha bóng tuyệt vời. Tôi thích quan sát mọi người làm những gì mà họ giỏi nhất. Thật tuyệt khi xem thủ môn của Việt Nam cứu thua một pha bóng như thế. Kim Thanh thể hiện được sự mạnh mẽ và tinh thần thể thao hết mình. Bà Triden Dobson, đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bày tỏ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để bắt đầu cho một cuối tuần khi tôi được xem trận đấu ở World Cup nữ 2023 giữa Việt Nam và Mỹ. Không có gì có thể khiến tôi cảm thấy tự hào hơn khi được làm một đại sứ của New Zealand và được xem người dân Việt Nam ăn mừng hoạt động thể thao. Người dân New Zealand nổi tiếng với tình yêu thể thao. Cũng như Việt Nam, bóng đá nữ của New Zealand đang trên đà phát triển. Tôi tin qua kỳ World Cup lần này, nền bóng đá của hai nước sẽ tiến bộ vượt bậc. Bà Triden Dobson còn thể hiện tinh thần ủng hộ Việt Nam khi khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển. Hòa chung bầu không khí ủng hộ trong buổi tiệc. Trong khi đó, đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Gladinowski cũng ấn tượng nhất với màn trình diễn của thủ môn Kim Thanh trong suốt trận đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.